mình có được mấy góc hồi nãy giờ mình đã ngâm nước qua với trứng rồi, giờ mình đã rửa sạch rồi, giờ mình tiến hành mình làm món ốc luộc sữa. Tại vì clip mà nướng ốc mình đã hứa 100 like là mình sẽ làm ốc luộc sữa. Hôm nay mình sẽ làm ốc luộc sữa ăn như thế nào các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt bếp lên và cho sữa vào nha. Món này món lạ luôn, ăn thử chưa biết. Mình sẽ để nắp bề nha các bạn. A few moments later. Giờ mình luộc nó cũng đã 60 phút rồi, giờ nó cũng chạn rồi. Giờ mình sẽ khui nắp ra. Tại nãy mình thấy sữa ít quá, mình cũng đã cho nó thêm một bịch nè các bạn. Giờ mình sẽ luộc tầm 5 phút nữa rồi mình lấy xuống thưởng thức nghe các bạn. Nãy giờ mình cũng luộc thêm 5 phút rồi, giờ mình sẽ tắt lửa và cắt nghe các bạn. Đó, giờ mình sẽ cắt ra. Đó, có nghi lúc luôn. Giờ mình sẽ tiến hành qua làm nước chấm nha các bạn. Bây giờ ốc cũng đã chín rồi, giờ gồm sẽ làm nước chấm siêu ngon dành cho ốc nha. Đây, trước tiên các bạn cho 2 muỗng nước. Đây, cho nước mắm chứ gì, 4 muỗng. Bây giờ nó cũng đã sôi rồi, giờ gồm sẽ qua đâm tỏi với sả với ớt nha các bạn. Tỏi với ớt với sả thì mình sẽ đâm nó gai các bạn. Bây giờ tỏi với ớt với sả với gừng mình cũng đã đâm xong rồi, giờ mình sẽ đổ nước mắm nãy mình làm đổ đây. Sau đó mình sẽ nặn thêm 2 trái hạnh vô nữa rồi nha các bạn. Thì
Thì xong phần nước chấm nha các bạn. Cuối cùng mình đã làm xong món ốc và nước chấm rồi các bạn. Đó. Giờ mình sẽ thưởng thức. Đó. Ốc quá trời luôn, quá uống luôn. Chưa ăn mà nhìn thấy thèm rồi đó. Mời các bạn nha. Nó thơm, nó giòn, nó ngon, đặc biệt là có mùi sữa ấy, cũng quá ngon. Rất giòn luôn. Thơm mùi sữa lắm các bạn. Nếu các bạn thấy clip này của mình hay á, các bạn cho mình xin một like, một đăng ký nha các bạn. Đó, các bạn thấy đi. Nếu clip này mà 100 like nữa, mình sẽ làm một món ốc theo yêu cầu của các bạn yêu cầu mình làm nha. Ý ăn nó ngon quá các bạn. Bỏ sữa nè. Này mình lôi không có lấy hết ruột được. Uống á. Nước chấm thẳng thánh. Mình thấy cái món này độc lạ vậy mà cũng ăn ngon quá các bạn ơi. Nóng quá. Đó, hai bạn con nữa. Mình ăn có cảm giác ngon ngon, béo béo. Hạt bèo mùi thơm nước sữa đó. Quá ngon. Ăn này ghen luôn. Các bạn làm thử món này bảo đảm bao ngon luôn. Thêm nước chấm tự làm nữa. Đó, con này nguyên ruột nè. Mấy con nhỏ này ra ruột. Đó. Trong comment hèm cháy miếng các bạn. Anh thấy có con nào mập lắm. Còn bự bự nè. Lấy ruột kia mới ngon. Nãy giờ nó mới ruột. Tất nhiên không. Nước chấm chua chua ngon. Mình xin tạm dừng video tại đây. Nếu các bạn thấy video này hay, cho mình xin một đăng ký và một like để ra một clip sau hay các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn.